tuyển Việt Nam và những cái tên khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik khó xử. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hẳn băn khoăn với danh sách tuyển Việt Nam tập trung vào tháng 10 tới khi V-League xuất hiện hàng loạt nhân tố khiến ông thầy người Hàn Quốc khó xử. Danh sách tuyển Việt Nam khó mới. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố danh sách tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho các trận giao hữu dịp FIFA Day vào tháng 10 tới trước vòng 4 V-League. Với những gì nhìn thấy từ chiến lược gia người Hàn Quốc và cả tình thế khó khăn về mặt thời gian, nhiều khả năng ông Kim Sang-sik vẫn ưu tiên những gương mặt gạo gội giống hai lần tập trung vừa qua. Càng khó mới khi thuyền trưởng tuyển Việt Nam muốn một sự ổn định thay vì mạo hiểm với các tân binh, bất chấp việc một số cựu binh hiện tại đang không đạt phong độ quá tại V-League. Nếu có lựa chọn những gương mặt mới bổ sung, nhiều khả năng cũng chỉ là chuẩn bị cho tương lai xa thay vì hướng đến AFF Cup diễn ra vào cuối năm. Những cái tên khiến ông Kim khó xử. Có thể thấy, nếu tuyển Việt Nam giữ nguyên bộ khung như ở 4 trận đấu dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ không dễ dàng hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chính vì vậy, người hâm mộ hay giới chuyên môn rất hy vọng thuyền trưởng tuyển Việt Nam cởi mở hơn trong danh sách tập trung tới đây bằng các cầu thủ có phong độ cao tại V-League, thay vì đóng khung với nhóm cựu binh vốn chẳng còn quá mặn mà với các giải đấu trong khu vực. Đáng nói, ông Kim Sang-sik cũng không phải thiếu người, thậm chí nhóm các cầu thủ chơi với phong độ ổn định một cách khá dài từ mùa trước. Đến năm nay có thể lên tới cả một đội hình chứ chẳng ít. Có thể kể tới Văn Quyết, Hà Nội, Minh Khoa, Bình Dương, Hữu Sơn, Hải Phòng, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, HAGL, chẳng hạn. Tất cả đều xứng đáng được thử sức ở tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik. Tuy nhiên, vấn đề vẫn nằm ở chiến lược gia người Hàn Quốc khi dường như chưa thể đưa ra quyết định về nhân sự một cách độc lập, khiến tuyển Việt Nam chưa thể phát huy hết sức mạnh nhằm sớm trở lại với mạch chiến thắng.